Hello, em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị nha. Về hàng loạt xe này, dịp Tết ngày nay rất là bận rộn, người qua lại rất là đông. Camry Trường Anh vừa về nè, cọp chưa? Con này ba mấy? Bạn 2.4 bản G anh chị nha. Toyota Camry đây, đẹp tuyệt vời, hồng phấn nè. Form mới hết toàn bộ rồi. Dòng xe này xe form mới, tắp bi cửa anh chị coi nè. Nhìn liền lẹt và sạch sẽ không? Trang bị màn hình gối nè, xung quanh con xe luôn. Hôm nay cũng cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã thương yêu. Sáng nay Trần Anh bán được 13 con xe, 13 con xe trong một vòng một buổi sáng anh chị nha. Cảm ơn tuyệt vời luôn. Đây là Toyota Camry. Xe này full hết rồi, số sàn anh chị nha. Vô lăng 4 chấu nè. Táp lô, táp bi, trang bị là túi khí đầy đủ in chức xăng trên con xe rồi. Xe đang dọn. Dọn xong rồi chỉ còn vệ sinh gầm máy nữa. Đó, công nghệ anh chị coi nè. Vệ sinh làm đẹp hết toàn bộ. Form dáng con Camry đây là form mới đèn mắt liếc anh chị nha. Form mới hết toàn bộ, mặt ca lăng trước biểu tượng của Toyota 49 là Đà Lạt đây. Đây là form dáng đây, hai bên cùng đèn mắt xéo đẹp tuyệt vời luôn. LED hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Cảm biến nè, cảm biến trước nè, đầy đủ chức năng trên con xe rồi. Coi gầm bệ chắc chưa? Đó, phần máy cực kỳ đẹp. Xe là máy cọp lắm. Nhiều xe lắm, nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng. Xa xa hơn ở cuối chân trời rồi, có hàng loạt xe cỏ đứng chờ tại salon nhé. Đầy xe. À, khách mấy anh cũng xuống đang coi xe đây. Coi xe bên Jolie, bên Trường Anh quá trời chờ xe. Phòng dán con Jolie 205 đăng ký lần đầu 207 nè. Ô, cái xe này không mua thì giờ đây mua xe gì? Đẹp lắm. Đây nè anh chị nè, công nghệ nè. Đúng rồi, xong vậy cho anh. Công nghệ xông khói hàng đầu thế giới anh chị nè. Khói này dọn đẹp không? Xông khói hàng đầu thế giới nhá. Anh chị coi nè. Đó, sau khi Trường Anh đã xử lý cục máy rồi. Quá trời kìa. Đẹp không? Chuẩn nồi. Khói nè. Đi hút luôn. Chỉ 6 ít phút nữa thôi xe này sẽ đẹp ngất. Ngất ngây trời xanh luôn. Còn một con 204 nè. Nhiều xe. Xe này thì chủ nhà đã lên xenon hết toàn bộ rồi nha. Bóng đèn xenon nút đề sa top. Đẹp tuyệt vời. Vàng két luôn. Tùm lum xe hết. Vô lăng nè. Vô lăng là keng sao ben nha. Nè, trang bị là nút đề sa top nè. Nút đề. Đầy đủ chức năng. Nội thất mới tinh. Gần Tết đây thì Trần Anh cũng cho tiến hành triển khai gấp rút làm thật là nhiều xe cỏ về phục vụ cho cô chú anh chị. Tại vì Trần Anh biết gần Tết cô chú anh chị cũng cần một mẫu xe cỏ về đi chơi Tết nha, chở gia đình đi chúc Tết rồi các kiểu. Em cố gắng hết sức. Bên em còn một con Vivan. Vivan số tự động. Con này 5+2 anh chị nha. Vivan số tự động hàng nhập khẩu, sản xuất năm 2008, thắng ABS, đầy đủ chức năng trên con xe rồi. Gương xóa điện mù, chung là dòng xe full hết rồi, full hết rồi. Anh chị nào đam mê về mẫu Vivan này thì alo cho em. Nissan nè, Trần Anh còn một con Nissan đang để đây cho dọn nè. 69 anh chị, giá này giá rẻ thôi, giá này giá sinh viên mua về. Cô chú anh chị tập chạy tập lái rất là ok nhé. Nội thất đẹp, nội thất cái cũng được full 5D anh chị ạ. Đây là form dáng nội thất của con xe nè. Ghế nè, gương tự cụp tự mở, gương chỉnh điện, đầy đủ chức năng hết trên con xe rồi. Phần option nội thất đẹp chưa? Ghế 5D hết toàn bộ, từ phần tắp bi cửa rin luôn. Rin theo xe luôn nha. 6 mấy triệu, rẻ chưa? Sở hữu ngay mẫu Nissan rồi. Nissan toàn mẫu xe đẹp không? Đó, form dáng là ghế nè. Ghế 5D đẹp quá trời. Đó, phần tay gối phía sau nè. Đẹp như nhau nha, xe này nội thất đẹp lắm. Chỉ chờ qua đưa công nghệ xử lý nữa thôi là em nó sẽ xinh đẹp ngay. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng nha. Đam mê mẫu nào thì alo cho em. Trần Anh còn con hơn một con Camry màu đỏ nè. Dòng xe bánh treo anh chị nha, 49 Đà Lạt luôn, đỏ bọc đô. Đang chờ đi dọn, xe hiện tại đang dơ quá.
Đây nè, đỏ bọc đô, vô lăng nè, tắp lô tắp bì là sạch sẽ chưa, nó liền lắm, không có bị đâm van chị nha. Màu đỏ bọc đô, vô ly về quá trời, 4-5 em luôn. Anh chị đam mê mẫu Camry này, alo cho em. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau nha. Đến với tay người sử dụng luôn. Tùm lum xe hết. Karen đẹp chưa? Karen. Karen nè. Nó nhiều mẫu xe. Con này Karen 2021 nha. Innova 208 nè. Đây anh chị. Cọc chuẩn rồi. Chuẩn nồi. $49 là lạc nhá. Được chưa, được chưa? Chưa. Ô, cái này mà không mua nữa là lên sóng là mất xe đó. Xe chuẩn. Đang dọn chị ạ. Con này chạy đúng 70.000 nha. Chủ nhà chạy đúng 70.000 luôn. Xe đẹp cực kỳ. À, Trần Anh đang cho dọn đây. Bơm cho nhanh vào. Phỏng vấn cái này hả? Nè anh chị coi nè. Mày xịt chưa đó cho anh coi. Rồi mày xịt coi. Rồi lấy nước KF. Hơi nước nóng xịt vào đây. Rồi xịt vào. Chị thấy bên khu công nghệ xử lý máy cho anh chị như thế nào, đẹp không? Đẹp cực kỳ. Bên đây còn nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau nữa. Đến với tay người sử dụng. Đây là Trần Anh vừa mới về một con Kia Karen sản xuất năm 2012 nè anh chị. Bản FX nha. Quốc bộ tem nhìn gấu không? Gấu cực kỳ. Trắng anh chị nha. Đây nè. Số sàn thôi. Đời 22. À, chuẩn chưa? Máy móc êm ru gà ru. Đời 22 số sàn. Con này là form mới. Form mới thì nó sẽ có là hai túi khí nè. Anh chị phân biệt là mua Karen để ở dùm cho Trần Anh nè.
hai túi khí cửa sổ xăng rúp và hai túi khí không có cửa sổ xăng rúp, đó là bản chung nha. Dòng này là số sàn bản đủ, máy 2 chấm, cửa sổ xăng rúp. Dòng này không có dịch vụ và thêm một dòng nữa là số tự động. Form mới. Tùy vào giá tiền khác nhau để đến với tay người sử dụng nha. Đam mê mẫu nào thì alo cho em. Bản số 72 Vũng Tàu thân yêu nè, Trắng Ngọc Trinh. Em họ Trắng, người ấy tên Trinh, Trần Anh gọi là Trắng Ngọc Trinh. Form mới toàn bộ mâm cây nè, trang bị là ABS chống bó cứng phanh, đầy đủ chức năng rồi. Dán cái bộ tem gì đây, nhìn trắng với đen tạo cho em nó có hai sắc màu trong cuộc sống nhá. Ok, đó, hai dàn lạnh đầy đủ chức năng rồi cô chú anh chị ạ. Lấy về chạy thôi. Máy em rung máy nè, nè anh chị kìa, đây là nè. Đó, ghế chính điện nè, bộ ghế đen chính điện hoạt động rất là ok, giá quá rẻ luôn. Đó, đây nè, phần tay gối nè, tay gối ghế trên điện nè, chuẩn chưa nè. Chủ nhà cũng đã lên full màn hình cam dê, cam hành trình đầy đủ những con xe rồi. Trang bị cho em nó một cái đầu em đi ba nghe nhạc thông thường, vô lăng những cái vân gai nè, mới tinh, xe cọp lắm. Kia Carens là một dòng xe thương hiệu khá là nổi tiếng của Hàn Quốc nha. Đó, màu trắng đó, lên màu tem dễ thương không? Mâm cây hết toàn bộ anh chị, form mới rồi nha. Đèn lớn nè, đời đèn 22 mà. Đèn lớn mới tinh lên toàn bộ đèn LED. Trước chủ nhà dán cái gì đây? Mấy anh lính Mỹ cầm súng. Nhìn hay hay tếu tếu. Anh chị nào đam mê mẫu nào thì alo cho em. Nhớ đăng ký kênh channel bên Trần Anh Ô Tô và đừng quên bấm vào nút chuông thông báo. Trần Anh cập nhật về từng ngày từng giờ về nhiều mẫu xe phục vụ cho bà con khác nhau với vừa túi tiền cho cô chú anh chị nhé. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn, em xin chào và hẹn gặp lại.